Hiện nay trên thị trường, rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ đang thực hiện nghĩa vụ bảo hành sản phẩm đối với khách hàng. Tuy nhiên, nhiều khách hàng chưa nắm rõ điều kiện trên phiếu bảo hành, có thể sẽ bị thiệt thòi hoặc hiểu không đúng về quyền lợi của mình. Tại một trong những trung tâm bảo hành điện thoại Giảng Võ, Hà Nội, người phụ nữ này đến bảo hành chiếc điện thoại của mình đã mua được 9 tháng. Chiếc điện thoại của chị bị chập chờn, tiếp xúc nguồn điện, khó sạc pin. Sau khi kiểm tra, chị đã được biết là chân sạc điện thoại bị oxy hóa, bị gãy một chân sạc do sử dụng bất cẩn, và chị đã quyết định thay chân sạc điện thoại. Khi tôi mua máy thì tôi cũng biết là tí thông tin là nếu như mà những cái trục trặc và những cái hỏng hóc thì về máy móc thì sẽ được bảo hành trong 1 năm. Nhưng còn nếu những cái mà hỏng hóc do người sử dụng va chạm ở bên ngoài thì cái đấy là không được bảo hành. Thời gian gần đây đã từng có những vụ việc đôi co tranh cãi xảy ra giữa khách hàng và dịch vụ bảo hành của doanh nghiệp. Lý do chủ yếu là khách hàng chưa nắm rõ quy định về quyền được bảo hành của mình, hiểu sai về chính sách bảo hành chung của thị trường. Những lỗi như rơi vỡ, ngấm nước sẽ bị hãng từ chối bảo hành. Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, chúng tôi xây dựng chính sách bảo hành, đó là bảo hành linh động. Với chính sách này, khách hàng sẽ kích hoạt lại toàn bộ thời gian bảo hành còn lại của máy và chỉ phải chi trả chi phí những lỗi phát sinh đã nêu trên thay vì bị hủy thời gian bảo hành. Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, nhiều doanh nghiệp nhà cung cấp sản phẩm điện tử, điện lạnh, thiết bị di động đã chủ động hơn trong vấn đề bảo hành. Một số hãng lớn đã hướng dẫn khách hàng về chính sách bảo hành linh động, sửa máy lỗi và kích hoạt lại bảo hành trong vòng 24 giờ. Là những cái nhà sản xuất mà có thương hiệu rồi, người ta chủ động đưa ra cái bảo hành, có nghĩa là một cái phục vụ, một cái dịch vụ sau bán hàng để giữ uy tín cho cái sản phẩm của người ta. Thế nên ta chủ động đưa ra. Thì nói đây nó có tính chất là không phải chỉ là cái quyền lợi của người tiêu dùng nữa, mà chính là quyền lợi cho chính nhà sản xuất để giữ thương hiệu cho anh. Để thị trường phát triển lành mạnh, người tiêu dùng cần phải tự bảo vệ mình bằng cách nắm rõ các chính sách bảo hành. Còn doanh nghiệp có trách nhiệm phải hướng dẫn về chính sách bảo hành nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng theo luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng năm 2010.